Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn toán lớp 3 sách Chân Trời Sáng Tạo qua sách và bài tập. Ôn tập học kỳ 1, bài ôn tập thống kê. Có thể, chắc chắn, không thể. Rồi trước hết là các em làm bài tập số 1, thống kê các dụng cụ học tập. Rồi các em biết là để thống kê thì chúng ta cần phải làm theo các bước sau. Bước thứ nhất là chúng ta thu thập dữ liệu. Bước thứ hai là các em phân loại dữ liệu. Bước thứ ba là các em kiểm đếm. Bước kế tiếp là các em vẽ biểu đồ tranh. Bước cuối cùng là các em phân tích. Cụ thể ở đây, A là các em thu thập dữ liệu. Bước đầu tiên là thu thập một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm. Khi chúng ta thu thập một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm, thu thập xong thì thấy rất là lộn xộn, vì vậy chúng ta cần phải phân loại. Các em chuyển sang bước B là phân loại. Có thể phân loại như sau. Ở đây dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm có rất nhiều, nhưng chủ yếu là có các loại sau. Thứ nhất là bút chì, thứ hai là bút xếp. Bút chì, bút xếp. Thứ ba là dụng cụ gọt chì. Và cuối cùng là cục tẩy, hay còn gọi là cục gôm. Sau khi phân loại một số dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm, chúng ta biết là có mấy loại rồi, thì chúng ta chuyển sang bước thứ ba là kiểm đếm. Rồi sau khi phân loại thì chúng ta sẽ chuyển sang bước kiểm đếm. Tức là chúng ta kiểm đếm xem là có bao nhiêu bút chì này, có bao nhiêu bút chì này, có bao nhiêu bút xếp này, có bao nhiêu dụng cụ gọt bút chì này, và có bao nhiêu cục tẩy hoặc là cục gôm. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu kiểm đếm nha. Trước hết là các em kiểm đếm bút chì trước. 1 2 À chúng ta thấy có 2 bút chì. Các em viết vào đây là 2. Kiểm đếm xong các em phải viết lại nha. Không viết lại thì chúng ta không nhớ được. Tiếp theo là các em kiểm đếm xem có bao nhiêu bút sáp. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là có 12 bút sáp. Có bao nhiêu dụng cụ gọt bút chì? Dụng cụ gọt bút chì. Đây, các em nhìn thấy nó giống như là một viên gạch nhỏ đây. Có một lỗ gạch đây, đúng không? Rồi, có một dụng cụ gọt bút chì. Có bao nhiêu cục tẩy? À, có 1, 2. Có 2 cục tẩy. Sau khi kiểm đếm và có số liệu rồi, thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì để cho mọi người có thể đọc được? À, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, đó là vẽ biểu đồ tranh. Đặt tên biểu đồ là dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm. Dựa vào biểu đồ này thì mọi người có thể biết được là dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm có những loại dụng cụ nào, mỗi loại có bao nhiêu chiếc. Được chưa? Rồi, thứ nhất là ở đây mỗi mặt cười là thể hiện một dụng cụ. Mỗi mặt cười thể hiện một dụng cụ. Bút chì có 2 cái thì kem thể hiện bằng 2 mặt cười. Bút xếp có 12 cái, kem thể hiện bằng 12 mặt cười. Rồi kem thể hiện như thế nào cho nó gọn và nhìn nó đẹp nha. Tiếp theo, dụng cụ gọt bút chì có 1 cái, kem thể hiện bằng 1 mặt cười. Cục tẩy có 2 cái, kem thể hiện bằng 2 mặt cười. Như vậy, dựa vào biểu đồ dụng cụ vẽ tranh của bạn Lâm thì mọi người có thể biết được là bạn Lâm có những loại dụng cụ vẽ tranh nào, mỗi loại có bao nhiêu cái. Từ đó mọi người cũng có thể phân tích được loại dụng cụ nào của bạn Lâm nhiều nhất, loại nào ít nhất, loại nào nhiều hơn loại nào bằng nhau. Được chưa? Rồi cụ thể kem sang phần tiếp theo, viết vào chỗ chấm nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau, nhiều nhất hay ít nhất. Rồi các em dựa vào biểu đồ hoặc là dựa vào phần kiểm đếm. Các em cho biết số bút xếp. Số bút xếp các em chọn từ nào thích hợp trong những từ trên. À, ta thấy số bút xếp là 12 cái, tức là nhiều nhất. Được chưa? Số bút xếp nhiều nhất. Số dụng cụ gọt bút chì có 1 cái thôi, như vậy là ít nhất. Số bút chì và số cục tẩy. Số bút chì là 2, số cục tẩy là 2. Như vậy là bằng nhau.
Số bút xếp so sánh với số bút chì. À, số bút xếp có 12 cái, số bút chì chỉ có 2 cái thôi. Vậy số bút xếp nhiều hơn số bút chì. Số cục tẩy so sánh với số bút xếp. À, số cục tẩy là 2, số bút xếp là 12. Như vậy số cục tẩy ít hơn số bút xếp. Được chưa? Rồi tiếp theo, các em điền số vào chỗ chấm. Số bút xếp gấp mấy lần số bút chì? Rồi các em đã được học rồi. Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé. Ở đây số bút xếp là 12, số bút chì là 2. Như vậy số bút xếp là số lớn, còn số bút chì là số bé. Muốn biết số bút xếp gấp mấy lần số bút chì, các em lấy 12 chia 2. 12 chia 2 ta được, à được 6, tức là gấp 6 lần. Số cục tẩy gấp mấy lần số dụng cụ gọt bút chì? À, số cục tẩy ở đây là 2. Số dụng cụ gọt bút chì ở đây là 1. Các em lấy 2 chia 1 bằng 2, tức là gấp 2 lần. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Viết vào chỗ chấm có thể, chắc chắn hay là không thể. Ba hộp quà đậy kín đựng ba con thú bông khác nhau: mèo, chó, thỏ. Ở đây không biết là hộp nào đựng mèo, hộp nào đựng chó và hộp nào đựng thỏ. Chúng ta chỉ biết rằng trong ba hộp này đựng ba con thú bông khác nhau: mèo, chó, thỏ. Được chưa? Dũng chọn một hộp quà bất kỳ thì hộp Dũng chọn có xe đồ chơi, có thể có xe đồ chơi, chắc chắn có xe đồ chơi hay là không thể có xe đồ chơi. À, vì chúng ta biết là trong ba hộp quà này đựng ba con thú bông khác nhau, không có chiếc xe đồ chơi nào. Cho dù Dũng lấy được hộp quà nào đi chăng nữa thì không thể có xe đồ chơi được. Được chưa? B, có một con thú bông. À, ba hộp quà này đều đựng thú bông. Như vậy chắc chắn có một con thú bông. Chắc chắn có một con thú bông. Có thỏ bông. Trong ba hộp quà này chỉ có một hộp là có thỏ bông thôi. Chúng ta không biết hộp nào có thỏ bông. Như vậy là khi Dũng chọn một hộp bất kỳ thì có thể chọn được hộp có con mèo bông, có thể chọn được hộp có con chó bông, và cũng có thể chọn được hộp có con thỏ bông. Như vậy các em dùng từ có thể. Có thể có thỏ bông. Rồi, như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.